always on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, whitest sky. The beauty of your love paints rainbows everywhere we go. Được luôn yên bình, cho chúng sanh luôn được hạnh phúc.
của hai họ, sự hoan hỉ của quý thầy,
cùng hội tụ về đây để làm lễ hàng thuận, để cầu cho hạnh phúc trăm năm luôn tròn lẽ đạo thắm tình đời. Ở đây ban tổ chức chúng con cung kính giới thiệu về tham dự buổi lễ hàng thuận ngày hôm nay như sau. Sự hiện diện chứng minh buổi lễ, ban tổ chức chúng con cung kính giới thiệu có sự hiện diện của thượng tọa Thích Tâm Thiều, ủy viên hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Giao Thủy. Chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Sự hiện diện của thượng tọa Thích Tâm Thuần, phó ban trị sự Phật giáo huyện Giao Thủy. Chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Sự hiện diện của ni sư Thích Đàm Hiếu, ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, phó ban đặc trách ni giới Phật giáo tỉnh Nam Định, phó ban trị sự Phật giáo huyện Giao Thủy. Chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Cùng chư tôn hiền đức chư vị tăng ni trong pháp hội an cư tại chùa Hành Gia Chính, xã Giao Tiến, tỉnh Nam Định, chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng chư tôn hiền đức cùng tất cả các quý vị về tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn cùng tất cả các quý vị chúng ta khởi thân để chư tôn thiền đức làm lễ liên hương bạch Phật chúc phúc cho các cháu ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
thanh tang. Thì hôm nay
tân năm và tân lương với bạn trẻ hướng tới thánh thiện, hướng đến ngôi tam bảo. Hiện nay các vị chúng ta về dự lễ và chúng ta đã chắp tay kính lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và Nam Mô A Di Đà Phật là cũng là trong ý nghĩa hàm chứa rất lớn, tức là thể hiện với là lục niệm, niệm Phật và niệm pháp và niệm tăng, niệm giới, niệm khí và niệm thiên. Niệm Phật là chúng ta luôn luôn có hình ảnh của Đức Phật để soi rọi tâm linh của sống chúng ta. Niệm pháp là vừa rồi các vị chúng ta đọc kinh sách, kinh phúc đức của Phật dạy để chúng ta để mà lắng nghe những điều Đức Phật dạy để chúng ta tức là đưa vào vận dụng vào trong cuộc sống. Cho nên cô gái theo đôi hàng đỏ bỏ thế giới nhỏ chỉ yêu cũng ăn tất cả hết chỉ mà cô gái theo đôi hà xanh đời sống mong manh có canh không có yêu nữa, tức là sao lúc xinh đẹp thì yêu mà lúc sau này về rồi tham lũ nào tham nào sinh con để cái ra để người xấu đi, tức là không yêu nữa là đi yêu hôm qua nhỏ bỏ hôm qua to. Vì thế ở gia đình sẽ xảy ra nhiều chuyện. Nhưng chúng ta với tình yêu thì yêu là đơn giản, cơ bản giữ được bao nhiêu thì gọi là cha mẹ đặt đâu con ở đấy. Ngày xưa các cụ là bố mẹ đi tìm hiểu cho con, nhưng các cụ sống tốt lắm, sống từ tức là tuổi xung khắc thì vẫn gia đình vẫn tốt không có sao, do các cụ là giữ cái lễ giáo, giữ được cái nề nếp gia phong. Mà bây giờ chúng ta thì ngôi nhà là quan trọng nhất, nhất là cái viên ngói đẹp. Chúng ta có ở tại xã hội nhưng mà cái viên nhà, viên ngói của gia đình chúng ta bị hư là do chúng ta. Chúng ta không dạy bảo nơi đến chỗ. Cũng như hôm nay là vừa rồi thượng tọa chỉ giáo đấy, hai bà nội bà ngoại mặc áo rất đẹp. Thì như là mình phải biết đến học đạo thì biết nói là không biết là không cứ mặc áo cọc không được. Thế nhà thơ của mình nói là cứ như qua đây để chùa ăn mặc thế cho vừa của tôi. Thì nó chùa áo trang thì đẹp đấy. Chính chúng ta là những người cứ là xa lánh Phật pháp. Mà cái đáng gần thì không gần, mà cái đáng không đáng gần thì lại gần. Cho nên là gọi là các cụ nói là mẹ bế để nhanh, mẹ ranh bế để nặng. Gần ma gần mãi thì cũng gần, gần Phật thì xa. Cho nên là hôm nay thì đôi bên gia đình hai con đã hướng về nơi hạ trường và được may mắn nhất ngày cũng là chúng ta an cư hội thượng thì đến với để trên mạng phép trên hòa thượng là đường chủ và cũng là ngôi trụ trì thì có đôi điều cũng là chia sẻ thì mong tức là hai con thì cố gắng phấn đấu và thì quen biết thì nhiều thiên hạ thì cũng không thiếu chi kỷ được mấy người. Đây là cái người mà mình được yêu, được yêu quý rồi thì tất cả những cái tình cảm yêu thương, cái những cái mà tất cả được nâng niu để mình được chia sẻ và người mình sẽ biết học đạo thì rồi sau này thì mình cũng có một cái phúc được gieo rắc ở trong tâm thì để mà cho tương lai để cũng là phúc đức cho con cháu vợ chồng để hiểu với nhau. Đây là năm điều này vợ phải ghi. Một là
khi lúc chồng đi đâu về, Hà đứng dậy sau nghe chào hỏi hai bác chồng sớm tối lo toan. Việc nhà thu xếp gọn gàng, một lòng chờ đợi vẹn toàn trước sau, ba lòng trinh giữ sao phải cố bốn nỗi lòng chồng có vinh lăng. Hà nghe vâng ngữ ân cần, chớ nên đức giận kiểu hờn như ai. Có của gì chớ ai nằm dạ, giấu kín đi dùng cả một mình. Năm ăn nói phải thông minh, êm đềm hòa nhã, kính thản thủy chung. Phải thu xếp xong công việc đã, chồng nghỉ rồi mình sẽ nghỉ ngơi. Chồng theo năm việc trả lời, một không hề có nửa lời nọ kia. Hai ăn uống phải đúng giờ đúng giấc, khỏi làm cho vợ bực buồn chi. Ba là vợ muốn sắm gì điều nên theo sức cho tùy ý mua. Bốn có gì giao cho gìn giữ. Năm đừng làm bướm là ông nơi, để cho vợ phải ngậm ngùi, giữ sao trọn vẹn yên vui cửa nhà. Cương thượng chẳng hòa không bố, nghĩa tao khang chớ có ở rời. Trăm năm soi chiếc cương mờ, không bằng bốn phân nhờ cương trong mà thuận bố thí cho mấy điều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình trên là sư hòa thượng Tịnh Phạm Hiền Điện Đại Tâm, và thưa các cụ ông các bà của hai bên gia đình, như các đại biểu khách quý, rồi thì dân vợ phó ban đã trong một thời nghi thức để dặn công việc về buổi lễ hôm nay. Thì trước khi để các con ấy là lễ cha mẹ, thứ hai là trao nhẫn, thì thầy có mấy đôi lời trong sách đây là khuyên. Nghĩa là vợ thần tọa và đọc rõ cái rồi, nghe rõ rồi, để nhắc lại để cho bổn phận của chồng đối với vợ, vợ đối với chồng. Thế thì trước hết là bổn phận trước này chưa yêu như thần tọa nói đấy, vất vả xa mấy đâu cũng tìm được, cũng đi được, cũng nặng nộm thấy rồi. Bây giờ lấy nhau về rồi thì hôm nay đến đây rất hết là nhờ cái công đức của chư tăng để chúc phúc cho gia đình hai bên và hạnh phúc của các cháu. Đây là một cái điều rất là hiếm có, gặp cái ngày hạ như thân vợ vừa nói, là gặp những ngày hạ hay chứ nếu mà gia đình ở đây thỉnh trong ngày sư là cũng khó. Mà bây giờ tổ chức được như thế này, mà cái hội trường ở đây thì cũng phục vụ cho chư tăng và gia đình lại có việc thì như thế này cũng nên là cái đáng đầu tiên. Chứ còn anh của cháu ấy cũng là con tôi đấy, nhưng mà chưa nào là thế nào, chưa nào là thế nào. Cho nên là cái hội trường này là hội trường lớn và được lần đầu tiên mà các cháu được tổ chức ở đây, thế là cái điều quý hóa. Thế thì muốn yêu nhau, muốn thương nhau, muốn quý nhau thì trước hết bổn phận của người chồng có năm cái điều đối vợ. Điều thứ nhất là khi vợ ra đi hay trở về cũng phải đưa nó niềm nở. Bất cứ vợ đi đâu phải đưa nó niềm nở. Ví dụ dạy học hay đi làm việc gì đó phải niềm nở. Đi thì chồng cũng phải tươi vui vẻ diện lên. Thế mà nhăn nhó khó chịu rất là vợ đi không muốn đi. Đấy cái thứ nhất là chồng đối với vợ. Cái thứ hai phải ăn uống cho có dở dặn và đừng quá khó khăn để vợ khỏi phiền lòng nấu nướng no nặng cực nhọc. Thế ăn là thế nào? Ngày hôm nay 7 giờ ăn sáng là đúng 7 giờ ăn sáng, 6 giờ ăn sáng là đúng 6 giờ ăn sáng, chứ mà đi chơi bời về để ăn uống để xong là say sưa đi ngủ quá giờ không lại
nên là vợ nấu canh nấu cơm thì nó nguội đi, cho nên là bây giờ không thấy chồng về cũng không thấy chồng ăn, nặng cái đỏ hấp nặng, đấy cho nên cái việc là ăn uống phải có giờ có giấc, đừng để khó ăn cho vợ, để vợ khỏi phiền lòng nấu nướng no nặng cũng nhọc. Cái điều thứ ba là chồng đối với vợ phải tùy vận giàu nghèo để vợ mua sắm quần áo và đồ trang sức theo sở thích, không hẹp lòng làm vợ buồn phiền. Ví dụ như thế nào gọi là sắm đồ trang sức, ví dụ ngày 8 tháng 3 ngày phụ nữ, ngày 20 tháng 8 ngày quốc tế phụ nữ. Bây giờ người ta bảo đây bây giờ làm chồng quanh năm mình có cái ngày đó thì mình làm vợ một chút, ví dụ vậy. Hay là mua cái gì đó để tặng vợ, bông hoa, hay là vợ thích cho son phấn thì mua một son một phấn, ví dụ vậy. Hay là vợ muốn có cái áo cái gì là sao, áo gì mình thích, vợ thích thì mua. Cái tình cảm vợ chồng là như thế, đồ trang sức sở thích không hẹn lòng để làm vợ buồn phiền. Cái thứ bốn là gì, là phải tin cậy phó thác cho vợ công việc ở nhà, phải đi đâu thì là sẵn giao cho vợ. Hay cho nên ta thường nói là chồng cái giỏ vợ là cái ho, chồng đi làm về bao nhiêu tiền đưa cho vợ thì vợ phải kiếm giữ cất coi của, chứ mà vợ về nhà cái tung phí này mở ho nó chạy hết thì không được. Đấy, cho nên là phải thác khó thác cho vợ về công việc ở nhà. Cái điều thứ năm là chồng đối với vợ phải có nhiệm vụ, đó là gì, không được sinh tâm tà vậy, sớm bận tối đảo làm cho vợ ghen tuông. Thế nào gọi là sớm bận tối đảo? Vợ chồng cưới hỏi đấy là chính đáng, sớm bận tối đảo cướp cái hạnh phúc của người khác là không được, để cho vợ ghen tuông làm buồn thì đấy là cái bổn phận của người chồng đối với vợ, không làm cái điều đó. Thế thì ngược lại là bổn phận của người vợ là phải đối với chồng có năm việc cũng tương tự như trên. Một cái là gì, là vợ phải kính yêu này, hòa thuận với chồng, khi chồng ra đi hay trở về cũng phải đưa đón niềm nở như chồng đối với vợ. Cái điều này hai điều giống nhau. Cái điều thứ hai là vợ đối với chồng, khi chồng đi vắng vợ ở nhà phải lo quét dọn, may vá cơm nước sẵn sàng đợi chồng về cùng ăn. Cho nên cái này là thế nào, đi sửa chồng đi vắng về lo cái công việc ở nhà, thu dọn quét dọn nhà cũng sạch sẽ. Đấy, thấy ngày bây giờ ngày trước thì may vá, bây giờ là không có may vá, giờ toàn là nấu đẹp thôi, cơm nước sẵn sàng, như thế là về chồng đi về có cơm ăn rất là vui vẻ. Chứ bây giờ về bếp còn nặng nề ngắt cái bát đũa chưa có gì, hay là cái tâm lý của người đi về bao giờ người ta cũng nóng, mặt nó đang bừng bừng lên hỏi cái là chưa được. Dân là cái điều thứ hai là như thế. Cái điều thứ ba là gì, phải giữ gìn tiết hạnh, không ngoại tình với người khác. Mình phải giữ cái tiết hạnh của người vợ, không ngoại tình với người khác để cho chồng cũng là bực tức. Cái thứ bốn là gì, lúc chồng nóng giận nặng nề không nên bừng mặt cãi lại làm mất cái hòa thuận. Khi chồng có lời bên bảo chính đáng vợ phải tuân theo, khi có miếng ngon vật quý không nên dùng riêng ăn một mình. Vợ phải có trách nhiệm lúc chồng nóng giận nó chửi mắng đi, chửi vợ cửa trước về cửa sau, mắng cái nhà xuống bếp đấy thì mới được, chứ bây giờ chồng mắng một câu thì quay lại nói là chồng hai câu thì là chưa được. Đây là vợ chồng là mất hòa thuận, nó không có sự đoàn kết mà không thể yêu nhau thương nhau được. Cho nên có việc gì con mắng của trên thì xuống của dưới, mắng cái trên nhà trên xuống nhà dưới, đấy là cái trách nhiệm. Và thứ hai là phải những khi có miếng ngon vật quý đợi chồng cùng ăn, không được ăn trước, mà không được ăn một mình giấu đi ăn mình. Đấy là cái điều thứ bốn. Cái điều thứ năm là vợ đối với chồng mỗi đêm trước khi đi ngủ phải xem xét cửa nào trước sau đóng vài kính đáo, xếp đặt cẩn thận, soi rọi khắp cả nhà trên nhà dưới rồi mới được đi ngủ. Cái này là nam giới phải soi, nữ giới thì phải nuôi con,
nam giới có nhiệm vụ đóng cửa non nhà, cứ đi chơi đi bù ăn uống xong rồi tối về say sưa, chưa biết là vợ con nó làm sao, không biết nhà của làm sao nó không được. Thế thì trước khi sư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh để cho nhân cưới, thứ hai là các con bé ông bà ngồi bên, xin nhờ sư MC tiếp tục điều hành tiếp. Kính bạch cả sư Tôn Đức, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu kính quý, thưa các bạn, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe nhị vị thượng tọa đã có những cái lời dạy căn dặn cho đôi bạn trẻ. Nhưng mà kể từ giờ phút này và đặc biệt hôm nay thì được sự chứng kiến của chư Tôn Đức của hai họ, và các bạn luôn luôn phải ghi nhớ lấy những cái điều mà các quý thượng tọa đã dạy cho mình để làm một cái tấm gương cho những vị vậy. Trước đây thì các bạn là chỉ sống cho một mình, sống cho bản thân của mình. Nhưng mà bây giờ thì các bạn lại còn phải sống cho cả bố, cả mẹ, cả hai họ. Và các bạn còn phải sống cho con cả mình sau này. Cho nên vì vậy mà các bạn luôn là phải ghi nhớ những cái lời của các vị vị thượng tọa đã giáo hóa cho trên những cái lời ngọc trên. Đề nghị tất cả các quý vị chúng ta được chạm tay thật lớn. Thưa ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời cha mẹ của cô dâu và chú rể sẽ lên trên khu vực sân khấu. Ban tổ chức chúng tôi đã sắp xếp để các bạn ghi nhớ lễ tri ân cha mẹ và những người đã tham gia lễ. Đối với ngày lễ trọng đại này thì tại sao mà phải tri ân bố mẹ của mình? Bởi vì bố mẹ là những người đã tạo tác ra thân hình của mình, những có hình đẹp và có dáng đẹp như thế này, cho nên vì thế mà cái nghĩa cao cả như vậy. Cho nên đề nghị hai bạn là chúng ta hoan hỉ sẽ quỳ xuống và nghe tiếng chuông của quý thầy để chúng ta sẽ lễ từng lễ một và lễ hết lòng và cung kính của mình. Các bạn sẽ quỳ chắp tay trang nghiêm. Chúng con nguyện từ nay kết hôn thành vợ chồng, cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm trong cuộc sống. Chúng con nguyện yêu thương, tin tưởng, bao dung và thứ tha cho nhau để cùng nhau chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình. Chúng con nguyện sống cuộc đời lương thiện xứng đáng với con người Phật, con Phật xứng đáng với đạo đức của tổ tiên và cha mẹ. Chúng con nguyện quý trọng nhau, quý trọng cha mẹ và bà con họ hàng của nhau. Chúng con nguyện yêu thương và nuôi dưỡng con cái của chúng con như cha mẹ chúng con đã yêu thương và nuôi dưỡng chúng con. Và xin mời thầy Thân Đạt sẽ đưa bút để cho các bạn ký vào đây. Chúng tôi thành tất cùng tất cả các vị, chúng ta cùng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các bạn. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, giờ này là một cái giờ phút thiêng liêng nhất là để trao nhẫn, và giờ này chúng con cũng thỉnh thượng tọa trụ trì sẽ lên trao nhẫn cho hai bạn. Chúng con hành kính tri ân thượng tọa và chư tôn thiền nữ cùng tất cả các quý vị đại chúng ta. Trong buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con cũng đã có một cái phần quà. Chúng con có thể thông qua là phó ban sẽ lên trao quà cho cháu.
Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, giờ này ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho gia đình lên vấn lời cảm tạ đến chư tôn thượng đức của lễ ngày hôm nay. Anh chị đồng phật hướng bạch trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác anh chị phật tử xa gần đã đến dự buổi lễ chúc phúc cho hai cháu hôm nay, thật là hữu duyên, thật là ấm áp trong tình người tình đạo. Trước hết hai gia đình chúng con thành tâm tri ân chư tôn đức đã hoan hỉ tận tình tổ chức buổi lễ chúc phúc cho hai cháu, thật là trang nghiêm đẹp đẽ và tràn đầy đạo vị. Chúng con xin ghi nhận và tri ân của quý cô bác anh chị phật tử xa gần đã không quản ngại đường xá xa xôi để về đây cùng tổ chức buổi lễ cầu nguyện chúc phúc cho hai cháu được trang nghiêm và trọng thể hơn. Giờ này buổi lễ đã hoàn mãn tốt đẹp, hai gia đình chúng con xin kính chúc chư tôn đức tăng ni được nhiều sức khỏe để hướng dẫn dìu dắt cho chúng con trên bước đường tu tập, và xin kính chúc tất cả quý cô bác anh chị phật tử xa gần được nhiều điều tốt đẹp và may mắn. Thank you.